Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phần nào làm sáng tỏ vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam. Hai tư bị cáo trong đường dây này đều thừa nhận hành vi phạm tội và đối mặt mức án nghiêm khắc. Tại phần xét hỏi, các bị cáo bao gồm Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Thắng và 19 đồng phạm khác đều thừa nhận hành vi buôn lậu vàng. Các bị cáo cho rằng do thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã vi phạm pháp luật, đồng thời họ bày tỏ mong muốn được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Dầu cầm đầu đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 17 đến 18 năm tù. Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của giàu cũng tham gia đường dây buôn lậu, đối mặt mức án 15 đến 16 năm tù. Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng, tiêu thụ vàng lậu bị đề nghị 10 đến 11 năm tù. Trần Thanh Thắng, người vận chuyển vàng lậu bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. 19 đồng phạm còn lại có vai trò khác nhau trong đường dây bị đề nghị mức án từ 5 đến 14 năm tù. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu toàn bộ vàng và tiền thu giữ trong quá trình điều tra liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, kê biên phong tỏa tài sản để đảm bảo việc thi hành án. Theo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa, đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người đúng tội. Việc các bị cáo dù hiểu biết pháp luật nhưng vì mục đích lợi nhuận cá nhân đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng, đồng thời tác động tiêu cực đến sự ổn định phát triển ngành vàng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần áp dụng mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu và giảm nhẹ cho những người thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và khắc phục hậu quả. Theo hãng tin Khao Sọt, cảnh sát Thái Lan đã điều tra các tình tiết xung quanh cái chết của 6 du khách Việt tại khách sạn Grand Hyatt, Erawan, Bangkok. Một trong nhóm 6 người này đã sử dụng một loại thuốc mạnh hơn cyanur để đầu độc các nạn nhân khác và sau đó cũng uống thuốc độc tự tử. Động cơ gây án được cho là do vấn đề nợ nần. Tại sở cảnh sát Lumpini, thiếu tướng cảnh sát Thiradet Thammasuthe, lãnh đạo đội điều tra thủ đô thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết trong đêm qua, họ đã thẩm vấn con gái của một trong sáu người đã thiệt mạng, cũng như các nhân chứng bổ sung. Theo đó, động cơ gây án được cho là có thể liên quan đến nợ nần. Cụ thể, nghi phạm được cho là bà Serin Chong, 56 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ và có hồ sơ nhập cảnh, xuất cảnh Thái Lan 5 lần. Bà này được cho là đã đánh thuốc những người khác rồi cũng tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc. Động cơ bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà Chong sau khi thuyết phục một cặp vợ chồng trong số 5 người còn lại đầu tư xây dựng bệnh viện tại Nhật Bản. Tuy nhiên cuối cùng, bà đã mất 1 triệu bạc, tương đương khoảng 278.000 đô la Mỹ. Cặp vợ chồng này đã liên tục yêu cầu bà Chong trả lại tiền cho họ. Cuối cùng, cả hai bên đồng ý gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết mọi việc, nhưng một người không thể xin được visa vào Nhật Bản. Vì vậy, họ đổi địa điểm gặp mặt sang Thái Lan. Mới đây, thi thể các nạn nhân đều được đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Chulalongkorn và trong máu của một người được xác định có chất độc cyanur. Thai PBS dẫn lời Trung tướng Chai Rong Phan, Người đứng đầu phòng pháp y thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết họ cũng đã mang đi giám định toàn bộ thức ăn đã mở, 6 cốc nước và hai bình giữ nhiệt trong phòng 502 khách sạn Grand Hyatt Erawan nơi các nạn nhân được tìm thấy. Kết quả xét nghiệm các vật chứng phát hiện chất độc cyanua trong bình giữ nhiệt đựng chất lỏng màu đen giống cà phê và dưới đáy những chiếc cốc đã qua sử dụng. Chất độc này có khả năng gây chết người tức khắc. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện ra chất độc cyanua trong máu một trong sáu nạn nhân dính trên tường. Ngày 17 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể nam thanh niên bốc mùi ở phòng trọ, nghi tử vong nhiều ngày. Theo thông tin ban đầu, một người dân gõ cửa một phòng trọ trên đường số 1, phường Linh Xuân để tìm một người đàn ông khoảng 31 tuổi. Xong hồi lâu nhưng không nghe tiếng trả lời, bên trong có bốc mùi hôi. Nghi chuyện chẳng lành, họ nhờ chủ trọ mở cửa thì phát hiện người này đã tử vong trên gác lửng nên gọi điện thoại báo lực lượng chức năng mở cửa kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới đã tử vong trên gác lửng, thi thể bốc mùi, hiện trường ghi nhận không có sự xáo trộn. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là anh NHT, 31 tuổi, sống tại phòng trọ nói trên. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Xuân Hải 33 tuổi, Phạm Quang Dương 28 tuổi và Đặng Văn Đồng 61 tuổi về tội mua bán trái phép chất ma túy và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả hai bị cáo Hải và Dương đều là cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế, Công an huyện Hương Khê. Tại phiên tòa, bị cáo Dương đã bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong muốn được tha thứ. Dương Khai nhận rằng do hoàn cảnh khó khăn, anh ta đã đồng ý giúp đỡ bị cáo Đặng Văn Đồng, 61 tuổi, trú tại Hà Tĩnh mua bán ma túy để kiếm lời. Tuy nhiên, Dương khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc này. Còn bị cáo Hải đã tỏ ra khá im lặng và không hợp tác với hội đồng xét xử trong việc làm rõ vai trò của mình trong vụ án. Hải chỉ khai nhận rằng động cơ phạm tội là do muốn giúp đỡ Dương, đồng thời cho biết số ma túy được mua qua mạng và đây là lần đầu tiên anh ta thực hiện hành vi mua bán trái phép chất cấm. Bị cáo Đồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết bản thân đã chủ động đề nghị Dương mua ma túy để bán kiếm lời. Theo cáo trạng, vào tháng 6 năm 2022, Dương đã gặp ông Đồng để nắm bắt thông tin về hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn. Sau đó đến tháng 3 năm 2023, Đồng nhờ Dương mua ma túy dạng hồng phiến với giá là 50.000 đồng một viên để bán lại kiếm lời. Dương sau đó đã liên hệ với Hải để tìm nguồn hàng. Hải sử dụng mạng xã hội Telegram để mua chất cấm với giá 60 triệu đồng nhưng chưa thanh toán cho đối tác. Sau khi có ma túy, Hải cất giấu dưới chân cột biển báo giao thông tại cầu Đông Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê và gọi Dương đến lấy. Dương mang chất cấm đến nhà Đồng và để lại trước cửa với lời nhắn: "Có quà trước cổng cậu ra mà lấy". Đồng sau đó đã mở gói hàng ra và phát hiện bên trong có 10 túi ni lông, mỗi gói chứa khoảng 200 viên hồng phiến. Đồng sau đó đã bán lẻ ma túy với giá từ 60 đến 120.000 đồng một viên. Để thanh toán tiền, Đồng đã bỏ 100 triệu đồng vào túi ni lông và nhờ người quen của Hải đến quán cà phê ở thị trấn Hương Khê để nhận hộ. Hải sau đó đã đến quán cà phê để lấy tiền và tiêu xài hết. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Đồng bị công an huyện Hương Khê bắt quả tang khi đang đi giao hàng. Từ lời khai của Đồng, cơ quan công an đã bắt giữ Hải và Dương. Kết quả giám định cho thấy 10 gói hồng phiến mà Hải bán cho Đồng có tổng khối lượng là 193,3584g. Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc để đưa ra kết luận vụ án. Mới đây, một vụ nổ lớn xảy ra tại một căn nhà 3 tầng ở xóm trại, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương, cho biết vụ nổ xảy ra tại một gia đình làm đậu phụ trên địa bàn. Khoảng 9 giờ, bà Soan, 49 tuổi, cùng con trai 25 tuổi đang sản xuất đậu phụ ở khu lập mái tôn phía trước ngôi nhà 3 tầng, nằm ven quốc lộ 3, phường Tân Hương, thành phố Phủ Yên. Bất ngờ nồi hơi phát nổ, thổi bay mái tôn khu sản xuất đậu phụ. Tại hiện trường, cấu kiện mặt tiền tầng 1 và 2 của ngôi nhà bà Soan đổ sập, cửa kính tầng 3 dạn vỡ mái hiên hai ngôi nhà kế bên cũng bị thổi bay. Mảnh vỡ cành cây gãy đổ vương vãi trên vỉa hè, bắn sang đường đối diện hơn 20 mét. Ô tô khách chạy trên quốc lộ 3 cũng bị vỡ kính, phải dừng lại do sức ép từ vụ nổ. Vụ nổ khiến ba người thương vong, trong đó có bà Soan chủ nhà, anh Thành con trai, ông Hùng hàng xóm. Người con trai tên Thành 25 tuổi tử vong tại tầng 2 của căn nhà, ngay sau vụ nổ. Bà Soan và ông Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình, thành phố Phổ Yên. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn nghi là do nổ nồi hơi làm đậu phụ của gia đình. Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.